Hello các bạn, chúng ta lại tiếp tục bài học số 7 V-Rise for Paris Max 2022. Tìm hiểu về V-Rise, chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian với cỡ khoảng chục cái clip mà các bạn đã theo dõi thì thực ra là cũng chỉ nắm sơ sơ được về cái cơ bản thôi. Học về V-Rise thì bao nhiêu cũng không đủ, các bạn nhớ thế nha. Thế nên là cố gắng kiên trì một chút và chúng ta nắm được khá khá là có thể hành nghề kiếm tiền được rồi. Còn trong cái series bài khuôn khổ bài hướng dẫn của thầy thì chỉ có thể hướng dẫn các bạn về cái cơ bản, nên nó đâu đó cỡ khoảng chục cái clip, đầy đủ thì chắc nó phải 20 cái clip quá. Thế thì các bạn cứ tiếp thu dần dần từ cơ bản cái đã nha, đừng vội. Thế trong chủ đề bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về cái việc setting render. Bữa trước là học cái cam về camera rồi đúng không nhỉ? Camera, ánh sáng, vật liệu học rồi. Hôm nay chúng ta sẽ phải học cái cách chúng ta setting thông số render. Về cái setting thông số render, nếu như là kiểu học thuộc vẹt thì nó rất là dễ. Thì nó bị trùng phím tắt rồi. Các bạn nhấn vào cái rendering F10 ở đây. Thầy có thể hướng dẫn nhanh các bạn như thế này. Có lẽ là thầy sẽ hướng dẫn nhanh trước theo kiểu là học thuộc vẹt đó. Sau đó thầy sẽ lại quay lại đi giải thích để các bạn hiểu sâu, để các bạn biết những cái tình huống và xử lý cho nó đàng hoàng. Chứ không là một số bạn sau khi học thuộc vẹt đi làm rồi cuối cùng vẫn phải quay lại hỏi thầy em phải làm như thế nào để cho render nó ngon hơn, nó nhẹ hơn, nó nhanh hơn, lâu quá, hoặc làm sao khống chế thời gian render này kia. Nó cũng nhiều vấn đề quá mà không biết là phải bắt đầu như thế nào. Clip thì nó cũng không thể dài được. Thế bây giờ các bạn theo dõi thầy hướng dẫn nha. Đầu tiên thì như thầy đã nói là ngay từ đầu là các bạn sẽ phải vào thẻ Common này này. Các bạn kéo xuống dưới vào cái mục Assign Render. Các bạn sẽ phải gọi thằng V-Ray ra ha. Nhưng mà đừng có sử dụng V-Ray GPU nếu như phiên bản V-Ray của các bạn không phải là phiên bản trả tiền. Chúng ta đang xài Crack, không dùng cái cặp màn hình để render được đâu. Dùng cặp màn hình render thì nó sẽ nhanh hơn và đẹp hơn nhiều. Thực tình là như vậy. Thế nhưng mà đó là bản trả tiền, bản crack thì nó hay bị lỗi, thậm chí là nó đen thui, chả render được đâu, nên chúng ta tạm quên nó đi ha. Ở đây chúng ta có những kích thước, chúng ta sẽ sổ ra chọn những kích thước chúng ta mong muốn. Tuy nhiên á, các bạn sẽ nếu làm phim video thì các bạn mới quan tâm cái này, còn không thì các bạn sẽ chọn là custom và các bạn đánh vào đây những cái giá trị. Ví dụ render test thử thì các bạn sẽ để 600-800 là cùng thôi, nghĩa là tương ứng với cái tờ giấy A4 ấy nha. Thế còn render thật thì các bạn sẽ để cái kiểu là Full HD ha, là 1900. Cái chiều này nó cỡ khoảng tầm 1100 hoặc 1200 thì cũng được. Nó tương ứng với cái ở đây thì sâu xe frame lên này để các bạn thấy. Đó, tương ứng với cái khung này. Đấy là Full HD tương ứng với tờ giấy A3. Như vậy là chuẩn để người ta coi trên màn hình máy tính. Và để in ra một cái cuốn hồ sơ nội thất thì theo tiêu chuẩn là giấy A3. Như vậy là ngon cơm. Thế chỉ khi các bạn làm những cái dự án công trình rất là lớn, các bạn mới làm lớn hơn thôi, kích thước lớn hơn thôi. Đây là kích thước khổ giấy ngang. Các bạn thông thường chúng ta làm ảnh thì thường cái khổ ngang, ít khi làm khổ dọc. Thế thì thi thoảng các bạn sẽ phải sử dụng khổ dọc để cho cái bố cục ảnh, bố cục cái hình render cho nó đẹp nha. Tạm thời là cái khổ, thầy sẽ để cái khổ render test thì nó nhỏ thế này thôi nha. Thì cái chiều này thì sẽ đánh cứ khoảng 500 vì nó sẽ khớp với cái khung hình của bài này hơn ha, chứ không có đánh 800. Như vậy là xong được cái setup về kích thước. Bây giờ kích thước chung của render trong 3D ấy, chứ không chưa có link dính đến V-Ray. Dính đến V-Ray thì chúng ta sẽ phải bật thằng frame buffer này lên ở trong cái cọc V-Ray này, bật lên. Nhưng mà chúng ta sẽ không có dùng cái kích thước ở đây nha. Đó, không dùng kích thước ở đây, nên là chúng ta bỏ.
Dùng kích thước ở đây thì tất nhiên vẫn được bình thường, chẳng qua là các bạn hay nhầm quên không thay đổi kích thước. Ở bên đây là render test thử, ở đây là render thật chẳng hạn, thế là cuối cùng hai cái kích thước nó không khớp nhau ha, nó lệch khớp nhau, làm cho chúng ta đến lúc render ra mới ớ người ra, à chết cha, kích thước này bây giờ nó bé tí ha, đây có 600 400, đây 800, thậm chí 9200 cơ mà. Thế nên là các bạn lên bỏ cái này đi ha, để cho đỡ bị quên. Một số những thứ lòng ngoằng ở trong đây các bạn tạm thời bỏ qua, vì thầy đang hướng dẫn nhanh ha. Render nhanh thì các bạn cũng bỏ qua cái thẻ Global Switch, bỏ qua cái thẻ này. Thẻ này nó giúp các bạn render test rất là bài bản, rất là xịn ha. Cho những người mới học thì thực ra là có thời gian là các bạn sẽ phải dùng cái thẻ này rất là nhiều đã, để quen mắt cái đã, quen sắc độ sáng tối ánh sáng này kia đã. Nên là bao giờ người ta test thử ánh sáng trước, test thử cái sắc độ trước, sáng tối trước, chứ không ai đi test màu trước đâu. Nhưng mà các bạn có thể bỏ qua cái giai đoạn chúng ta làm nhanh ha, ăn cắp giai đoạn. Rồi cái thẻ này chúng ta để yên. Cái thẻ image sample này nó có hai tình huống, là tình huống thuật toán phúc kịch. Thuật toán phúc kịch là để dành cho các bạn thông thường để render test thử, hoặc các bạn thay đổi thông số tăng dần theo cái khả năng mong muốn là ảnh xịn sò hơn ha, thì các bạn sẽ chọn thằng phúc kịch. Sau khi chọn phúc kịch thì các bạn sẽ chỉnh các giá trị max sub deep này ở đây. Nếu là render test thì các bạn sẽ để cái giá trị nó thấp thôi, bằng 4, bằng 8, bằng 16 đến 24 là cùng. Nhưng mà các bạn hạn chế sử dụng những cái con số tà lè tùm lum, mà lên là những con số là bội hoặc ước của 8. Đấy là một cái thuật toán trong tin học ha. Thầy không giải thích cái đó. Để các bạn có những giá trị 24 là cao rồi, các bạn sẽ chọn ví dụ là 8 thôi, render test thử nó nhẹ thôi, cho nên chạy nó lẹ ha. Thậm chí là rằng 4 cũng được. Cái bài này thầy đang làm để cái dạng bird view, nhìn từ trên xuống cái showroom, nhìn từ trên xuống cái view tổng thể, ánh sáng từ thiên nhiên, từ mặt trời nó dư rồi, nên là thầy không có cần phải thông số cao ha, để nó tính toán cho nó mệt. Rồi, à quên nói tiếp, còn một cái thuật toán nữa là cái thuật toán processing. Thuật toán này thì thầy khoan giải thích về các cái thuật toán khác nhau nhé, rất mất thì giờ. Với cái thuật toán này, các bạn sẽ có một cái lợi thế là các bạn chỉnh cái sub deep bao nhiêu cũng được. Thì ví dụ là cái này để thông thường để render thật thôi nha. Đó, là để ví dụ để 24. Nhưng cái các bạn có quyền khống chế thời gian. Khống chế thời gian, các bạn muốn cho nó render 30 phút xong hay 1 tiếng xong thì tùy ha. Vì ví dụ các bạn hứa với khách nước sôi lửa bỏng rồi, khách nó hối nhanh lên mày ơi, đến họp đến nơi rồi, thì các bạn sẽ phải hứa là với khách là em hứa 1 tiếng sau sẽ có hình cho anh, các bạn đánh vào đây 60 phút hoặc 50 phút, đúng 50 phút sau nó render được bao nhiêu được, chưa xong cũng xong cũng thôi. Lúc đó các bạn lưu cái hình ra gửi cho khách, thế là ngon ha. À, là không mất hứa ha. À, một lần thất tín là vạn lần thất tin, các bạn nhớ cái đấy nha. Thế thì các bạn sẽ render nó như thế. Ở dưới này cái thẻ email filter là một cái hiệu ứng làm cho nó giảm những cái hình ảnh, những cái đường nét này nó có mờ đi hay là nó sắc nét lên thì tùy các bạn. Thì thầy thường dùng cái cap room, các bạn cũng có thể là hay dùng cái V-Ray Land Code Fill. Cái V-Ray Land Code Filter nó làm cho nó hơi mờ đi thì không thích, tùy các bạn. Cũng có thể chọn cái nhẹ nhàng là Michel Neutral thì tùy. Ở đây nó có cái hiệu ứng giảm răng cưa, những cái đường chéo chéo như này nó giảm răng cưa đi khá là nhiều, cũng được, nên thầy thích cái này. Rồi đến cái thẻ Environment là cái thẻ môi trường, ánh sáng môi trường các bạn sẽ dùng. Nếu như cái khung cảnh ở bên ngoài nó không phải là khung cảnh bên trong quá ha, không có liên quan đến cái môi trường bên ngoài, thì các bạn sẽ phải dùng cái này. Với cái màu ánh sáng mặc định nó xanh xanh như thế này này thì các bạn sẽ có thể cho trắng hơn tí. Mặc định ánh sáng của bầu trời skyline thì nó hơi xanh, cái xanh ấy thực tế một phần do con mắt chúng ta thôi, thì không giải thích. Cái cường độ các bạn để khoảng 1 thôi là cùng thôi. Ở đây map, nếu mà máy xịn á, làm những cái đồ ngoài trời các bạn sẽ phải quăng cái HDRI vào đây thì mới là xịn, nó mới ám màu của bầu trời, của ánh sáng khu vực cục bộ
đó, bầu trời cục bộ đấy vào cái đối tượng cái sản phẩm thì nhìn nó đẹp hơn, nhưng mà nặng file lắm ha, bỏ qua. Cái mục refresh là phản bóng của môi trường vào trong công trình chúng ta hay không, thì chúng ta nếu mà cái dạng bird view này thì các bạn nên nhấp vào để nó lấy cái bóng của công trình, của mây trời xung quanh, bối cảnh xung quanh vô nha, thì hay hơn. Ở trong cái thẻ color mapping là cái cách thức nó tính màu sắc ha, cái thuật toán tính màu sắc, thì các bạn sẽ chọn là cái này cũng được, Exponential cũng được hay Reinhardt đều được, cách nào cũng được, thì có cảm giác cái thằng Reinhardt nó chạy nhanh hơn ha. Màu sắc thì cũng chả khác bao nhiêu. Ở đây có cái gamma thôi, là một cái thuật toán nó hơi khó hiểu đối với các bạn. Các bạn sẽ chỉ cần hiểu là mắt người thì cái cảm nhận về cái độ nhạy sáng của mắt người nó cứ khoảng từ 1.8 cho đến 2.2. Thì các bạn muốn cho cái này nó tối đi một tí thì các bạn để cho 1.8 ha. Ở đây nó có cái mấy cái này các bạn cũng nên dùng nó. Thì thực ra là để nói về cái này cũng mệt nữa. Các bạn sẽ nhấp vào đây cả hai luôn. Ở chỗ này các bạn sẽ chọn cho thầy là cái color mapping only hoặc là color mapping and gamma đều được. Nếu như các bạn muốn chỉ dùng cái mapping không dùng gamma thì các bạn sẽ dùng cái này, thì để nó sẽ không bị cháy sáng cái chỗ nó cháy sáng cái chỗ, ví dụ cái đèn ấy, cái viền của cái đèn nó hay cháy sáng, nó tạo thành cái viền đen hơi khó chịu. Cái camera thì các bạn ít khi đụng đến nó. Cái camera thì các bạn cứ để là default thôi, chỉ một số trường hợp đặc biệt người ta mới dùng các cái loại cam khác, ví dụ FX-A hay là gì gì, hay là cái perspective hay là panorama để làm những cái view 360 độ thì mới dùng thôi. Còn các bạn ở đây ít khi dùng thì thôi cứ để mặc định đó, lặng yên đi. Xong rồi đến cái GI là cái global animation, nghĩa là cái ánh sáng môi trường, nó tính toán thuật toán tính toán các cái loại tia sáng. Tia thứ nhất là primary, là tia sáng bậc một, là tia phóng ra từ camera ha, đó, để tới các bề mặt vật thể để nó dò, thì đấy là cái thuật toán của tính toán cho tia sáng bậc một. Các bạn có thể chọn buffer để cho nó nhẹ nhẹ đi một tí, nhưng mà nó chỉ những cái hiện đại như này thì dùng cái buffer, còn những cái cổ điển phào chỉ chi tiết nhiều thì các bạn không nên dùng buffer nó, bởi vì nó sẽ mất chi tiết, render thì nhanh hơn được chút ha. Nên là thông thường lên chọn cái Iron Map làm cái thuật toán tính toán ánh sáng nó chính xác hơn ha. Đó. Ở cái thuật toán tính toán những cái tia sáng lẩy bật khúc xạ phản xạ đó ha, là tia sáng bậc 2 trở đi ấy, thì các bạn sẽ lên chọn thằng Like Cách ha. Thế thì sau khi nhấp vào đây các bạn mới sẽ có những cái thẻ Iron Map ở đây, thì các bạn render test thử các bạn sẽ để là lao thôi ha, còn render thật thì tùy máy tùy điều kiện mà các bạn sẽ chọn là minimum 22, tất cả cái thông số ấy, các bạn render test thì để thấp thôi. Đấy, render thật thì các bạn để cao, và cao bao nhiêu thì tùy thuộc hoàn toàn vào cái cấu hình máy của các bạn hoặc là cái yêu cầu của khách hàng. Khách nó không cần chi tiết, nó không cần xịn sò thì các bạn đừng có để cao quá, chơi very high vào đây render thì bao giờ mới xong ha. Đó, các bạn sẽ lưu ý như thế. Chẳng ai cho chúng ta thời gian được. Ở cái mục Like Cách là cái tia sáng bậc 2 đấy, các bạn sẽ chọn là Still. Đứa nào thích cái kiểu nó nét lét ra cái kiểu như là hoạt họa thì các bạn mới chọn là Animation. Nhưng Animation các bạn thấy là cái thông số sắp đếp nó cao kinh khủng nên chúng ta chọn Still thôi. Và Render Test thì các bạn sẽ để khoảng 500 thôi. Render thật thì sẽ để ít nhất 1.000, thông thường là khoảng 1.500 là được rồi, 2.000 là ngon lành, cành đào. Cái cao tích thì các bạn không quan tâm tới, bởi vì cao tích là nó chỉ có những cái hiện tượng lân quang ở những cái hồ nước, hồ bơi ở trong nhà khi có nguồn sáng mạnh trực tiếp chiếu vào, ví dụ mặt trời các thứ chiếu vào, sóng nó đánh sóng sánh thì nó tạo ra những cái vệt sáng, nó giống như đèn IS ấy, vệt sáng ở trên tường nhà nó cũng sóng sánh ra rất là đẹp. Nên cái đấy nó chỉ làm phim hoặc là làm kiến trúc các thứ, thì những cái hồ bơi ở bên ngoài có ánh sáng mặt trời hắt vào thì nhìn rất là đẹp, nhìn nó rất là thi vị ha, thì các bạn sẽ biết tới nó thôi, không dùng làm gì. Ở trong cái mục setting này các bạn sẽ chỉ quan tâm cái này thôi đó, không quan tâm gì nhiều, là cái system, nghĩa là trong cái này là cái cách thức cái máy nó render ra, thì các bạn sẽ có thể là dùng những cách thức cổ điển là nó chạy từ trên xuống dưới hoặc từ trái qua phải.
Các bạn cũng có thể là dùng cái hình thức chạy là checker, nghĩa là nó cứ kiểu là Ocaro đấy, chạy ô bỏ ô, chạy ô bỏ ô. Thế thì sau khi render được 50% là nó đã nhìn thấy được tổng thể cả cái bài rồi. Thế đây là một cái cách chọn cũng hay. Đó, thầy thường chọn cái cách này, triangulation, nghĩa là nó cứ lên dần dần, lên dần dần. Cái chỗ nào đủ sáng, ngon lành, đơn giản thì nó lên trước. Cái chỗ góc khuất, gầm bàn, xó tủ thì cái chỗ đấy nó bị thiếu sáng, nó chi tiết nhiều quá, chẳng hạn như thế, thì nó sẽ bị nhiễu hạt, bị lên từ từ. Thế thì nhiều lúc thầy cho nó chạy nhìn thấy cảm thấy được được rồi, bởi vì kiểu là render test cho khách nó coi thôi mà, nó đã duyệt xong đâu. Thế thì như thế là xong rồi, lưu file luôn, bỏ khỏi thằng render tiếp, bởi vì đủ nhìn rồi thì thôi. Bởi vì không có khách hàng nào nó đi xăm soi cái gầm bàn xó tủ cả. Nó nhìn tổng thể, nó nhìn những cái cấu tạo này kia, vật liệu này kia, chứ không ai đi bới lá tìm kiến. Chúng ta làm kỹ thuật hay là chúng ta cứ cố liền làm cho nó hoàn hảo lên thì chúng ta mới đợi cho nó chạy cho bằng xong, không nên thế ha. Đó, để tiết kiệm thời gian thì các bạn sẽ chọn cái cách này thì hay hơn. Ở đây nó có cái mục frame stamp, nghĩa là nó những cái ảnh render ra nó ghi tên của các bạn hay tên của công ty của các bạn ở dưới cái hình render. Thì ví dụ ở đây thì đặt cái này, ví dụ tên của thầy đây V-Ray, bây giờ thì lên đến V-Ray 6 rồi. Đấy, 6.1. Đấy, ví dụ như thế. Thì ghi đại đại mà. Ừ. Đó thì các bạn sau khi render xong được như thế thì các bạn có thể lưu tất cả những cái thiết lập chúng ta lại vào. Nhưng mà lời khuyên là đối với những cái bạn mà mới học thì không được phép lưu. Bởi vì các bạn sẽ phải thuộc, làm tới làm lui, làm tới làm lui để cho nó nhớ đã. Rồi mới lưu lại. Lưu lại là một cái hình thức để chúng ta gọi ra cho nó nhanh. Nhưng mà như thế thì chúng ta sẽ bị lười, lười sẽ bị quên. Đó, thì không được, rất là nguy hiểm. Khi thầy làm thạo rồi á, thì giải thích cho các bạn nó lâu, chứ còn thầy làm có mất 30 giây là xong rồi. Là thiết lập xong được một cái setting rồi. Chứ có đâu mà cần phải lưu mới cả lấy mất thì giờ. Ở trong cái thẻ render element này, nó có mấy cái rất là lợi hại các bạn cần phải lôi ra. Ví dụ ở đây có cái thằng denoise là để khử nhiễu, thì nó chỉ được dùng trong cái trường hợp là các bạn render thật thôi nha. À, thì còn render test thử là các bạn bỏ đi, các bạn không dùng. Thì các bạn có thể delete hoặc các bạn bỏ cái enable filtering đi, không dùng. Ở đây các bạn lên add, nếu render test thử các bạn sẽ phải lên add cái rất là lợi hại, đó là cái sample rate ha. Cái sample rate này nó rất là lợi hại để nó đo đo giúp mắt các bạn, vì mắt các bạn nhìn chưa quen, các bạn nhìn không biết là nó có rõ nét hay không, thì thằng này nó đo bằng máy, cứ nó hiện lên cái màu xanh dương là ngon, màu xanh lá là trung bình, màu đỏ là còn mờ, còn chưa rõ. Thì lúc đấy chúng ta tăng những cái sub deep ở trong cái image sample lên ha. Những cái thuật toán cookit hay processing đó, các bạn tăng cái sub deep đấy lên thì nó sẽ sắc nét lên. Khi nào nó bớt những cái màu đỏ đi, chủ yếu là xanh dương, một chút là xanh cây là ok ha. Màu đỏ ở xa xa thì kệ tiết đó ha. Nên là các bạn sẽ ok chọn đến thằng này. Có một cái nó rất là lợi hại cho V-Ray thì lâu lâu các bạn xài thôi, bản thân thầy cũng chả cần xài mấy khi ha, bởi vì thì chỉnh bằng nhiều cách thức khác nhau, đó là cái light mix để chỉnh đèn. Sau khi render rồi các bạn vẫn chỉnh đèn được, các bạn vẫn, vì nó phân lớp ra giống như Photoshop, layer bên Photoshop ấy, nó phân lớp ra thì mỗi cái đèn là một lớp, các bạn sẽ chỉnh đèn lại, đèn này muốn sáng hơn, đèn kia muốn tối đi, đèn này muốn đổi mà sang màu này màu kia, nó đều đổi được hết đó luôn ấy. À, thế là nó khá lợi hại, thì các bạn có thể dùng, cứ lôi vô, có thể dùng hoặc không tùy ha. Những cái thông số của cái này, những cái này các bạn sẽ để mặc định hết, khỏi thèm làm gì ha, cho nó đỡ phiền phức, đỡ phải nhớ lâu. À, như vậy là cái việc set up cái thông số setting đã xong ha. Về cơ bản là như vậy, không hề có khó khăn ghê gớm gì. Tất nhiên là do là thầy hướng dẫn nhanh để các bạn làm được, không có mất thì giờ giải thích để các bạn hiểu sâu. Khi hiểu sâu thì các bạn sẽ có nhiều cái từng trường hợp để biến tấu, để chỉnh điều chỉnh, nó hiểu rất sâu ha. Thì tạm thời là như thế nha. Bây giờ thầy sẽ nhấp vào cái nút render ở đây, hoặc nhấn Shift Q, hoặc nhấn là vào cái nút ở trên đây cũng được. Đó, Shift Q F9, Shift F9 đều được ha.
Ok, thì các bạn nhấn vào đây để cho nó chạy, nó render lên. Chỗ này các bạn chú ý nhớ, cái chỗ này các bạn sẽ mặc định nó để 50%, thì để trong cái trường hợp các bạn render khổ quá to, các bạn sẽ lưu ra khổ nhỏ thôi để gửi cho khách nó coi, chứ lưu cái khổ to đùng thì chết mất ha. Chết rồi, cái ông này thì quên không ẩn cái trần nó đi ha. Nên là các bạn sẽ chọn nó thể là khổ 110 để nó lớn hơn cái khổ chúng ta render test một tí để chúng ta lưu cho khách. Rồi stop. Đấy, ba quả nhầm lẫn như này là mất thì giờ tí, nên chúng ta phải tắt nó đi để chúng ta có cái này thì sẽ ẩn nó đi cái trần đấy mà. Chọn vào 2 đó, bây giờ thì thầy sẽ render lại, vì render bit view thì sẽ phải ẩn trần. Cái cách sử dụng đèn các thứ thì thầy đã nói sơ sơ rồi thì không có nói thêm nữa. Đó là các bạn sẽ đợi nó render thôi. Khi các bạn render, các bạn nhìn sơ như này thôi, nếu các bạn nhiều, các bạn nhanh mắt ấy, và tinh mắt cảm nhận nó quen rồi ấy, thì các bạn nhìn như này là các bạn biết nó thiếu sáng hay đủ sáng, hay có vấn đề gì về ánh sáng, hay bố cục hay vật thể nó bị lỗi quấy gì không, thì các bạn sẽ tắt đi, tắt đi ngay, stop ngay để điều chỉnh lại đã, đừng đợi nó cố nó chạy cho xong bắt đầu mới tắt đi, rất mất thì giờ nha, không được cái gì cả. Nên các bạn sẽ phải lưu ý những cái đó. Nhiều bạn là suốt ngày chỉ có render, mất hết thời giờ, định câu giờ hả? Định câu giờ thì sếp nó phát hiện ra nó không trả tiền đâu. Sau 3 hồi 9 tiếng chờ đợi thì chúng ta được cái hình con đủ nhìn, nó bố cục mẹ cục, hình khối to ngang dài rộng như này. Thế thôi. Đấy là về mặt render test thì các bạn chỉ cần như thế, khách hàng nó coi nó chỉ cần như vậy để nắm được cái tinh thần của cái design, bố cục như thế nào, rồi phân bổ mặt bằng, mặt bếp, hình khối làm sao rồi. Cái vấn đề thầy muốn nói chuyện với các bạn ở trong cái việc các bạn sẽ phải đi xử lý hậu kỳ một chút ha. Đó, xử lý hậu kỳ. Tất nhiên các bạn cũng có thể dùng cái bản so sánh. Ví dụ thì ví dụ thôi, các bạn chọn cái này, các bạn sẽ dùng nó định nghĩa nó là A, thằng này đó, thằng này định nghĩa là A này. Đấy, còn thằng B các bạn sẽ định nghĩa là thằng này ha. Đấy, thằng này là A thì so với thằng B là thằng nào, các bạn sẽ phải chọn ha. Thằng này là B đó các bạn, đấy là như thế này. Đấy là cái trước, render trước, cái render sau, cái là có trần, cái không có trần thì nó như thế này. Đây là một cái trò của thằng Hickory thôi. Có điều là muốn các bạn muốn mà dùng được Hickory á, đối với những cái phiên bản V-Ray về sau, các bạn sẽ phải vào trong mục option đó, setting này ha. Thì ở trong này nó có cái mục cái cọc Hickory ở đây ha. Các bạn sẽ phải nhấp vào nó enable thì các bạn mới sử dụng được những cái này. Ha, chứ còn không, nó không có đâu nha. Thì rồi các bạn lưu cái history này ở đâu, các bạn cũng phải nhấp vào cái auto cell ha, và cell nó ở đâu thì cũng tùy các bạn chọn folder, đặt để cái folder đấy ở đâu để các bạn lưu nha. Các bạn sẽ cell nó ở đâu đó tùy theo cái đường dẫn, tùy các bạn nha. Cái đấy là cái đơn giản, chuyện nhỏ. Các bạn cứ hay bị quên chỗ này thôi, là các bạn mặc định nó để 50, bởi vì là đối với cái hình lớn các bạn chỉ xuất ra cái hình nhỏ để cho người ta coi thôi, còn cái hình này đã nhỏ mà các bạn xeo nhỏ ra 50% nữa thì thua ha. Thế nên là các bạn sẽ để 110. Ở chỗ này nó có các chức năng, thứ nhất là các bạn nhấp vào đây để xeo ra đâu đó một cái hình ha. Ví dụ thầy đặt tên là 123 test, ví dụ như này, test 123 chẳng hạn, test 1 chẳng hạn như thế ha. Đó, hoặc là cam 2, cam 1 gì đó, các bạn ghi đại đi. Thì các bạn sẽ chọn cái đuôi ha. Ở đây bình thường các bạn nên chọn đuôi JPEG hoặc đuôi PNG thôi. Một trong hai đuôi này là hai cái dạng hình. Đuôi JPEG là để coi thử,
chỉnh sửa cũng được. Đuôi PNG là cái đuôi nó sẽ xóa phông nền, nó vẫn là cái hình nhưng mà nó đánh rỗng nền, những cái gì ở bên ngoài trời, bầu trời các thứ nó đánh rỗng ra, nó không sử dụng cái bầu trời ở trong cái môi trường 3D này, mà để đợi các bạn đem qua Photoshop các bạn gán ghép cái bầu trời khác vô nhìn cho nó đẹp hơn, gán bối cảnh ở bên ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa kính á, các bạn gán bối cảnh khác vào đấy, nó tự máy nó hiểu là cái gì là môi trường, nó bỏ, nó sẽ đánh rỗng cho nó ha. Các bạn hạn chế sử dụng cái đuôi típ, vì đuôi típ nó rất là nặng ha, nó là một cái đuôi hình rất là đặc biệt, rất là nặng, nó chứa rất là nhiều thông số nên nó rất là nặng, và các bạn không có thể đưa cho khách hàng coi cái đuôi típ được, bởi vì coi trên điện thoại coi không có được. Thế nên ra là đây là một trong các cái kỹ năng lưu file và gửi file cho khách, các bạn cần hết sức lưu ý, không phải chọn bừa, chọn đại, một cái đuôi nào cũng được đâu nha. Đó, các bạn sẽ chọn JPEG cho nó phổ biến, coi bằng cái gì cũng được, điện thoại cũng được, máy tính cũng được, chơi luôn, PNG cũng vẫn được, nhưng tip thì không, lưu vào. Các bạn sẽ ở đây, nó sẽ cho được nhiều đây, các bạn kéo hết mức lên để 100% về cái độ lớn và chất lượng, không có mờ miếc gì hết á, ok. Như vậy là các bạn lưu xong được cái hình. À, ở đây nó có cái chế độ gọi là render follow mount, là khi nó render các bạn dí con chuột đến đâu thì nó render đến đó, nó render theo con chó chuột, để đâu thì nó render ở chỗ đó, nó render theo chuột mà. Ở đây nó có cái chế độ là regen. À, cái regen này để các bạn vẽ ra một cái vùng chỗ này thôi, ví dụ các bạn nhấp vào đây, các bạn thấy chỗ này chưa ổn, các bạn muốn render lại chỗ này thôi. Nhấp vào đây các bạn, để bỏ mấy cái này đi đã, nhấp vào đây các bạn vẽ ra vùng chỗ này thì nó chỉ render lại chỗ này thôi, chỗ này render được rồi thì thôi ha. Nghĩa là các bạn muốn render lại chỗ này hoặc render chỉ chỗ này thôi thì các bạn dùng cái region này để các bạn vẽ ra một cái vùng này, xong rồi nhớ tắt nó đi để các bạn muốn render tổng thể ha. Ở đây nó có một cái chế độ render là interactive, nghĩa là vừa render vừa chỉnh. Đó, thì rất là xịn sò. Thế tuy nhiên là nó chỉ phù hợp với những cái máy xịn, máy mạnh thôi, để render nó đến đâu nó cập nhật đến đấy. Chứ các bạn mà máy yếu render nó còn đang đứng hết cả máy thì làm sao mà còn vừa render vừa chỉnh. Nên là cứ quên nó đi. À, chỗ này thì bấm vào để nó render thôi. À, để bắt đầu nó chạy thôi. Có một cái các bạn cần quan tâm là cái này. Cái này thì nó rất là hay mà các bạn cũng cần phải quan tâm. Đó là những cái thẻ bên này, cọc bên này này, nó y chang như một cái Photoshop ấy. Đầu tiên là các bạn chỉnh sáng tối bằng cái exposure. Đó. Chỉnh ánh sáng tối ở đây này. Không cần phải qua Photoshop đâu. Thứ hai nữa là cái white balance, là cái cân bằng trắng, là các bạn thông thường cũng quan tâm. Thì các bạn sẽ lưu ý những cái đó. Thì ví dụ như này, thì nhấp vào cái exposure, các bạn tăng lên đây thì nó sáng chói như này, giảm xuống nó tối om lại này, này. Đó. Nên các bạn tăng giảm một chút, thay vì vào Photoshop dùng cái level tăng giảm thì dùng cái này. Đó. Để các bạn tăng giảm nó lên, thêm bớt đi bao nhiêu thì tùy. Cái highlight burn này nó cứu lại những cái vùng cháy sáng ở chỗ này, chẳng hạn như chỗ này nó cháy sáng tí do vừa đánh đèn vừa đèn mặt trời chiếu vô nữa, thì các bạn bớt hoặc tăng lên nó cháy sáng đi, bớt đi vừa vừa thôi, tí tẹo rồi teo thôi nha, không có được nhiều, không được tham những cái chỗ này. Con chắc là cái tương phản, các bạn tăng lên giảm xuống một tí, tăng lên thì nó rất là gắt, giảm xuống nó lờ nhờ này, nên rất là ít thôi nha. Thế là đây là cái hình render test, nên là các bạn điều chỉnh nó không được nhiều đâu. Cái white balance là các bạn sẽ cho cái ảnh này kéo giá trị này xuống thì cái ảnh nó bị xanh nha, có nghĩa là nó sáng xanh nha. Thì nhiều trường hợp là đa phần chúng ta render ở trong nội thất nó hay bị cái trường hợp nó ám vàng, nó dư vàng, thì các bạn giảm xuống để cho nó hình nó trong xanh nha, nó không bị vàng ố ra như thế này, nó kỳ lắm ha. Nên tùy mục đích, còn đây thì đang để ban ngày nó đang dư xanh nên thì phải tăng nó lên, mặc định nó giá trị của nó là 6500 là như này. Thế thì thấy nó hơi lạnh thì để nó 7000, thì để nó ấm cũng một tí. Rồi, còn chỗ này nó có cái denoise thì nước lúc nãy thì tắt đi rồi, nhưng có cái sample ray này là các bạn nhấp vào, các bạn sẽ thấy này,
lúc nãy là trong cái thẻ hiệu ứng ở trên cái setup, cái này này ha, đó mà thầy đã nói với các bạn đấy là dùng cái sample array deloy line mix này, do là mình đang không cần xài nó ha, thì cái sample array các bạn phải lôi lên nữa kiểm tra tất cả những cái màu xanh dương là ok, là nó đã đủ độ sắc nét, còn cái chỗ xanh lá là chỗ nó còn đang ở mức độ trung bình ha, còn cái chỗ đỏ là vứt đi đấy, là nó bị mờ nhòe lắm. Thế thì những cái gì không cần chi tiết đấy, và ở xa xa cần gì nhìn rõ ha, không phải đối tượng chính của chúng ta thì không cần quan tâm cái tía nhà mày ha, còn những tất cả những cái chỗ nào các bạn muốn nó rõ nét thì các bạn phải đạt được cái là 50. 50 thì nghĩa là phải ít nhất phải là xanh lá trở lên, thì lúc ấy các bạn sẽ phải quay vào trong cái thẻ V-Ray này này ha. À, các bạn kéo lên ở trong cái thẻ V-Ray, cái image sample đây ha, mấu chốt là ở chỗ này, khó nhất ở cái chỗ này, thì thầy sẽ giải thích sơ thêm là nếu các bạn chọn cái processing chỉ khi các bạn muốn khống chế thời gian thôi, là bao nhiêu phút thôi ha, và mắc deep các bạn tăng lên thì nó sẽ cải thiện được cái màu xanh lá ở đây, màu đỏ ở đây, hoặc ở trong cái chế độ này là phút kịt thì các bạn sẽ không được khống chế thời gian nhưng các bạn sẽ khống chế chất lượng render ha. Đó, cái sắp deep nó tăng lên, ví dụ các bạn cho lên khoảng 24 là cái này là dư rồi, là đảm bảo xanh nét hết á, là ngon. Đấy, lưu ý chỗ này thôi thì thấy không giải thích thêm cái chỗ này nữa, các bạn cố gắng nhớ hai cái thuật toán này cho hai cái tình huống render một chút. Thuật toán khi render nghĩa là thuật toán khi nó tính toán, còn thuật toán cái sắp deep của thằng vật liệu nữa, cái này lại là một vấn đề khác nữa ha, thì các bạn sẽ phải hiểu như này này, trong cái vật liệu nó cũng có sắp deep nha, ví dụ thầy chọn chất liệu này nó có sắp deep bằng 10 hay bằng 12 bao nhiêu các bạn, đây là sắp deep của cái thằng vật liệu, các bạn quy định vật liệu này nó chỉ dùng 10 tia dò thôi ha, quy định đề bài cho có nhiêu đó, còn đây là thuật toán của cái cách giải đề ha, cách giải bài toán, đây là thuật toán của x cộng y bằng ab gì đó, thì cái này là thuật toán của cách giải ha, giải có nhiều cách, học sinh cấp 1 giải một kiểu, học sinh đại học giải một kiểu, thì đây là các cái cách giải đề, các bạn hiểu sơ bộ như thế là để các bạn nắm được tinh thần của cái bảng render setting cho nó đỡ khó hiểu dễ nhớ. Học thuộc vẹt thì không thể nhớ đâu, mà học kỹ thì cần thời gian, nên là các bạn cứ từ từ tiếp thu nha, sau khi xong rồi chỉnh chán chê mê mỏi xong rồi thì các bạn sẽ ra cái RGB ở đây, rồi các bạn sẽ nhấp vào nút Save, và Save hãy nhớ chỉ một trong hai đuôi JPEG hoặc là PNG thôi, không lên Save đuôi tiếp, Save đuôi tiếp chỉ để quăng vào Photoshop chứ không thể quăng vào mặt khách hàng được ha, vì nó không coi được trên điện thoại đâu, thầy cứ phải nhắc các bạn những cái này ha. Ok, cái bài hướng dẫn về cái setting về cơ bản là như thế này, chúng ta sẽ có một số cái tình huống khác nữa mà phải trong quá trình làm việc thực tiễn thì thầy mới nói chuyện thêm với các bạn được, chứ không nó cũng dài dòng. Các bạn cố gắng tiếp thu những kiến thức mới và luyện tập làm thử, test thử nhân ra làm sao. Còn những cái vấn đề về test thử ở đây khả năng là thầy bỏ qua, vì các bạn cũng thường rất ít khi test thử ánh sáng. Nhưng ở đây chắc là để cái một dịp nào đó thầy hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta gắn vật liệu thay thế để chúng ta test thử ánh sáng, thay vì dùng màu mè vật liệu đủ thứ thì chúng ta chỉ dùng vật liệu, một vật liệu thôi đó, để chúng ta test thử ánh sáng, kiểm tra ánh sáng chứ không hề kiểm tra vật liệu ha, thì cái đấy là cái sự bài bản cần phải học, có thời gian học kỹ ở nhà cũng như ở trường ở lớp ha. Thì thôi các bạn cứ tiếp thu đến đây là được rồi, cũng đủ tự tin một tí xíu để bắt đầu làm việc kiếm tiền. Hy vọng các bạn sẽ thành công học và thực hành cho nó kỹ nha. Bye bye các bạn.